Trong Dương Cơ Tam Yếu, phòng khách và bếp là hai yếu tố vô cùng quan trọng. Do vậy, khi thiết kế nhà, chúng ta phải thực sự lưu ý vị trí của bếp. Ngoài việc đặt vào những hướng vị hợp với cung mệnh của gia chủ, thì còn có một điều nữa cần hết sức lưu ý, đó là không được đặt bếp ở Tây Bắc. Cung càn được coi là vị trí diệt môn, vô cùng nguy hiểm cho gia chủ. Ngoài ra, với phòng khách khi trang trí, quý vị cũng cần hết sức lưu ý trần nhà phải có hình tròn tượng trưng cho trời luôn động và tránh để trần nhà hình vuông hay hình chữ nhật. Và không nên để một căn phòng có hai đồng hồ, bởi lẽ đồng hồ chính là một thứ pháp khí hữu hiệu như một ông vua đầy quyền năng, và một nước thì không thể có hai vua. Trong việc trang trí nội thất, cần phải hết sức chú ý nhằm giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng ngoài ý thức đến các thành viên trong nhà, đặc biệt là chủ nhân của ngôi nhà. Chúng ta vừa mới quan sát tổng thể nội thất của căn nhà này, thì bây giờ chuyên gia có thể cho biết là chuyên gia có đánh giá như thế nào về những cái cách bài trí của gia chủ ở đây như thế nào? Bàn về bài trí thì cái trước mắt đầu tiên, thì quan điểm của riêng cá nhân tôi có cho rằng việc đầu tiên là phải chỉnh ngay vị trí của đồng hồ. Tại sao lại phải chuyển? Cái vị trí đồng hồ hiện nay là chúng ta đang tạo thành một cái đồng hồ thứ hai. Mà trong Dương Cơ người ta có gọi đồng hồ là nhật tuế, vua của một ngày được biểu tượng là cái đồng hồ. Mà trong một cái phòng chủ hay là trong một cái đất nước không thể có hai vua. Như thế rõ ràng là cần phải xử lý cho không thể tạo được cái đồng hồ thứ hai vì có cái gương đang đứng cạnh đồng hồ đó. Đây là việc đầu tiên phải xử lý. Cái yếu tố thứ hai là chúng ta quan sát rất là nhanh là trên trời, tức là trên trần. Toàn bộ trời thì động, đất thì tĩnh. Mà trong này thì chúng ta nhìn thấy là rất nhiều các hình tĩnh, hoàn toàn không hề có một yếu tố gây động. Ánh sáng chưa đủ, mà hoàn toàn là trong hình và thế của trần. Hiện nay là thiếu yếu tố động. Quan điểm của tôi là buộc phải lắp một hệ thống đèn hình tròn để tạo thế cân bằng và với tạo được cái bản chất chính của cái trần. Đây là yếu tố thứ hai phải xử lý. Cái thứ ba là đo cái phương vị của ngôi nhà thì tọa là tọa tây, hướng thì hướng đông. Như thế là tính từ trong ra ngoài thì bên tay phải là nam, bên tay trái là bắc. Thì cái phía bài trí bên chính nam thì tốt, nhưng bên bắc thì không. Bởi vì trong phòng chủ nếu sử dụng màu sắc của cái hành hỏa mà đang đứng tại vị trí của thủy thì thủy hỏa khắc. Tôi nghĩ rằng là cái hệ thống quan hệ cũng không tốt. Như thế rõ ràng bắt buộc là phải điều chỉnh cái màu sắc của đáy cái phòng khách này. Và một cái vấn đề kế tiếp mà chúng ta vi phạm nghiêm trọng mà chỗ này bắt buộc phải xử lý vì nó nằm trong một trong bảy yếu tố của Dương Cơ, tức là vị trí bếp. Vâng, chúng ta tính ra xem. Bất kỳ một mảnh đất nào đã thiết lập nên thành một công trình kiến trúc thì dù là Đông Tứ hay Tây Tứ thì bắt buộc vị trí bếp không thể phạm phải vị trí của Tây Bắc khi thiết lập bếp. Vì trong cái phong thủy Dương Cơ, nếu chúng ta đặt bếp tại vị trí này đang phạm phải vị trí diệt môn, bởi vì nếu bếp nằm tại cung càn, đây là điều tối kỵ. Việc thứ hai là trong cái hành của bếp là thuộc hỏa, chúng ta cấu trúc về các cái màu sắc mà thuộc kim, hỏa khắc kim, đây cũng là cái cung chiêu tài. Nếu như cứ kéo dài như thế này thì cái khả năng tài chính sẽ dẫn đến suy bại. Cho nên theo tôi về màu sắc của bếp, của cái bếp này vẫn giữ nguyên, nhưng có thể tạo thành các ánh sáng đỏ để tạo thành cái phản quang của cái màu cát khí đối với cái vị trí của bếp thì được. Tốt. Và ngoài ra, rõ ràng rằng tại phòng khách của gia chủ phải thiết lập một bếp thứ hai để nhằm tạo thành cái chuyển động khí tại phòng chủ. Thì cái bếp này không còn giá trị trong cái cách nhìn yếu tố của phong thủy nữa. Và như thế là vị trí tại vẫn phải tọa tây để hướng đông vì đối với gia chủ là họ đứng trong cái đông tứ. Cái trường hợp ngôi nhà này thì cũng giống với trường hợp cái nhà đầu tiên, đó là có một cái hệ thống nước đặt ở phía sau nhà. Vậy thì điều này có gây động ở phía tọa sơn không ạ? Không. Đây là một vị trí mà nó chỉ nằm cái án ngữ tại cái vị tây, và cái tỷ lệ của nước ấy là không lớn hơn so với cái toàn bộ cái diện tích của nhà. Việc thứ hai đó là trong cái phần của hậu minh đường mà nếu có nước nằm tại vị tây thì đây là tạo thành các cái nguồn thu nhập tốt. Mong rằng trong những trường hợp tương tự thì quý vị cũng sẽ có được những cái cách giải quyết mà như vừa rồi chuyên gia phong thủy Nguyễn Quang Minh đã tư vấn.